Mẹ, mẹ có thể đọc cho con nghe một câu chuyện không? Con có chắc không, Điêu Quy? Trông con có vẻ rất buồn ngủ. Không, không phải, con chỉ đang chờ đôi mắt nghỉ ngơi thôi. Được rồi, được rồi. Chuyện này thì sao, Điêu Quy? Cô bé quàng khăn đỏ. Dạ, làm ơn. Có cô bé khăn quàng gọi đến cho bà, gọi đến cho bà, gọi điện cho bà. Bà cô nói, bà cảm thấy không khỏe, hôm nay con đến bà đi. Quàng khăn đó liền đến đây ngay, vội vàng đi, liền đi ngay. Đi xuống khu rừng cô ấy đi, cô gặp con sói ở đó. Cô bé ơi nào có khỏe không? Cô bé khỏe không? Khỏe không cô bé? Xin lỗi bạn sói, tôi không thể dừng, tôi phải đến thăm bà. Và hắn đến nhanh nơi bà rồi. Và con sói dâu bà ở phía dưới đây, ở phía dưới đây, ở dưới giường này đây. Đừng nói lời nào. Lời sói xấu xa, đồ ngủ sói ta mặc vào kìa. Bé khăn quàng đến đây rồi, có cánh cửa ngay. Nhà bà cô, nhà này đây. Con vào được không hả bà? Vào đi cháu yêu, và đừng quên cái giọt kia nha. Ôi, sao tay của bà to vậy? Ồ kìa tay, kìa đôi tay. Bà ơi, sao tay của bà to vậy? Để nghe con được rõ hơn. Anh nói. Ôi, sao mắt của bà to vậy? Thật là to, thật to ghê. Bà ơi, sao mắt của bà to vậy? Để nhìn con được rõ hơn. Anh nói. Ôi, sao răng của bà to vậy? Răng của bà thật to mà. Bà ơi, sao răng của bà to vậy? Để ăn cháo được ngon hơn. Anh nói. Sói nhảy lên liền bé bước lui, nhảy phía sau, lùi về sau. Sói nhảy lên liền bé bước lui và trốn phía sau cái bàn này. Và ngay sau đó bà bé bước ra, bà giận lắm, bà giận ghê. Đuổi theo con sói cùng với chói to, đuổi cho con sói chạy quanh. Đi đi sói nào, hãy đi đi nào, đi 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 đi. Đi đi sói nào, hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại. Bà cảm thấy tốt hơn, bà nói ra, bà liền nói, bà liền nói. Bà cảm thấy tốt hơn. Con cũng vậy. Và chúng ta đi ra ngoài nào. Và sói chẳng bao giờ thấy nữa đâu, tìm chẳng thấy, tìm không thấy. Và câu chuyện kể giờ kết thúc thôi. Điêu Quy bé ngủ thật ngon nha. Yeah. Ngủ ngon Điêu Quy. Đến lúc kể chuyện, hãy nghe câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ nhé. Con muốn là cô bé quàng khăn đỏ và Bigo, bà cũng có thể ở trong câu chuyện. Được rồi, được rồi. Và bà có thể là thợ săn, được chứ ba? Được đó. Một cô bé con mặc áo đỏ với khăn quàng là anh. Cậu bé không phải con trai, một cô gái con à là anh. Cậu bé và bé ấy đến thăm bà ngài, và cuốc cô ôm rồi đây. Và chú cho con này đi theo cô ấy liền à. Cậu ta. Bây giờ hãy nhớ những gì mẹ đã nói với con. Đi thẳng đến nhà bà và không nói chuyện với bất cứ ai trên đường đi. Dạ mẹ. Và rồi thấy cô đi mang những món quà là cô bé mà cô thích được với những hương vị là cô bé. Rồi
soi xuất hiện ra, thấy ngay cô bé hoàng khăn. Cô đi đâu đó bé cưng, anh nói: Anh ta. Không, tôi sẽ không nói chuyện với anh. Tôi đang đi trên đường tới. Chà, được rồi, tôi không muốn thô lỗ. Mình đây đang mang thứ đây cho bà. Cô ta, cô bé. Bà tôi bệnh rồi và tôi nên chạy ngay. Cô kia. Người bé vây vào tai, nhưng con sói thì được. Đi theo cô ấy theo dõi xem sao. Anh ta. Tôi biết lối đi xung quanh khu rừng này, tôi đến nhanh hơn. Tôi thấy cô đi mang những món quà là cô bé. Vào tu quần áo và trốn trong đó đi. Sói kìa. Nhốt bà ở đây đây và dừng kia leo lên. Tôi là bà lão tội nghiệp. Còn sói lòng lá nói: Hắn ta. Ai đó? Là con bà ơi. Đến đây cháu hiểu. Cháu chào bà ạ. À. Nói xong cô bé bước vô nhà. Là cô bé. Mình nghĩ mình nghe tiếng khóc đâu đây. Là cô bé. Đó là gì? Cô bé đó không. Có gì đâu con đến đây. Hắn ta. Whoop. Bà ơi, vì sao tai bà to thế? Sao ư? Bà ơi, vì sao mắt bà to thế? Sao ư? Và bà ơi, vì sao răng bà to thế? Sao ta đây? Ôi không. Oh yeah. Đi ăn nhà ngươi được con hả? Bingo. Khóc to cô bé khăn hoàng. Cô ta. Một người thợ săn chắc cui trong rừng. Ông ta. Phá cái cửa đó, bắt con sói kia hạ gục hắn ta. Hắn ta. Ngươi là một con sói hư hỏng. Đi và đừng bao giờ quay lại đây. Thợ săn cứu lấy lao bà. Là ông. Cô bé nói: Con là fan của ông. Là ông. Là lỗi của con. Cô bé nói to: Con đã không nghe những gì mẹ nói. Là cô. Câu chuyện đó đáng sợ quá. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, phải không? Cô ấy lên lắng nghe mẹ mình. Và con sói đã biến mất và không bao giờ quay trở lại. Hello! Đây là câu chuyện về cậu bé nói dối. Ta là sói.
xuất hiện, nhưng họ không thấy sói, họ bắt đầu la lên. Ta không thấy con sói ở đâu hết. Con cừu vẫn ổn, thật quá đáng mà. Đùa vui chút thôi, mình cũng ngu qua đâu, chẳng có gì đâu, chẳng hề hại ai. Nhưng cậu bé cười khúc khích và nghĩ rằng thật buồn cười khi một lần nữa cậu ta lại đánh lừa tất cả dân làng. Đến một ngày cậu chăn cừu nơi đây, đàn cừu ăn chăn, cậu thấy con sói và cảm thấy bị sốc. Gọi mọi người giúp mình thôi. Nói, xin tha thứ cho tôi đi mọi người. Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi chắc chắn đã học được bài học của mình. Yeah. Là bánh xe tay kem, chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng. Là bánh xe tay kem, chúng nó xoay vòng, phố phường mình đi. Có vẻ như chúng ta có thể gặp mưa. Không. Gạt nước xe tay kem xoay vu 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 vu. Gạt nước xe tay kem xoay. Bye.
sẽ làm gì với những đồ chơi của em đây? Ha ha ha!